Ngày 22 tháng 4, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có thư cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có điện thăm hỏi về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia. Nội dung bức thư có đoạn viết: Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Vương quốc Campuchia, nhân dân Campuchia và nhân dân cá nhân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm đến việc giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và đồng cam cộng khổ trong mọi hoàn cảnh giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. Hiện nay, hai nước chúng ta cũng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với thách thức to lớn nhất trong lịch sử nhân loại do dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động mạnh tới sức khỏe cộng đồng, xã hội và kinh tế. Nhân dịp này, tôi rất khâm phục những biện pháp kịp thời và có hiệu quả của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Campuchia, trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại Campuchia, mặc dù đã giành chiến thắng trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 được gần một năm, song cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này đã bước sang giai đoạn mới phức tạp hơn, đặc biệt sau sự kiện ngày 20 tháng 2. Tôi đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta, theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài.